Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Từ miền Nam California, Đỗ Tông Khoa và Lê Thái xin trân trọng kính chào quý khán giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Little Sài Gòn TV băng tần 56.10. Hôm nay là ngày thứ ba trở lại làm việc, không phải bên cạnh Đỗ Tông Khoa là Thanh Mai mà Lê Thái. Chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả và xin chào Đỗ Tông Khoa. Dạ vâng, không biết là ngày hôm nay có thể là Lê Thái biết sao không? Thanh Mai đi chích ngừa trúng số 50.000, thành ra thôi không đi đọc tin nữa. 50.000 lợi hơn cái tiền mà đọc tin đúng không? Dạ đúng rồi, thành ra anh em mình phải ngồi đây cày mệt nghỉ, còn người ta ở nhà người ta vắt chân lên bàn người ta enjoy ha. À, và Lê Thái cũng nhận được cái tin mà đọc thế chị Mai cũng mới đây thôi, còn trong vòng có chưa đến một tiếng đồng hồ thôi mà em chạy rất là xa từ tuốt ở trên khu Busa mà chạy về Cypress, mình chạy lên đây. Thì hôm nay có vẻ hơi thở hổn hển, mà nếu như trong quá trình đọc tin mà có bị hụt hơi thì quý vị cũng thông cảm nha. Chắc không sao đâu, vì hát mà còn được và huống chi mà đọc tin. Cảm ơn Khoa. Vâng, và như thường lệ thì Lê Thái và Đỗ Tân Khoa sẽ mời quý vị bước vào bản tin buổi chiều ngày hôm nay, mở đầu với phần tin Việt Nam. Việt Nam có thêm 2 người chết, nhà nước cầu khẩn dân góp tiền mua vaccine. Trục xuất 6 người Trung Quốc làm việc chui tại phòng khám ở Nha Trang. Công dân Pháp trồng cần sa bị bắt ở Hà Nội. Và sau đây mời quý vị cùng bước vào phần tin chi tiết, mở đầu với Lê Thái. Dạ vâng, cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, một bà cụ 88 tuổi bị nhiễm COVID-19 đã qua đời vào ngày hôm qua, trở thành người thứ 55 và là ca thứ 20 chết trong làn sóng đại dịch thứ tư bùng phát ở Việt Nam. Bà cụ ngụ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, nơi đang là ổ dịch COVID-19 và đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào giữa tháng 5 vừa qua. Thành phố Sài Gòn cũng đã ghi nhận cái chết thứ hai của người bị nhiễm COVID-19, một phụ nữ 57 tuổi nhưng chưa được Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam công nhận. Cũng ở tỉnh Bắc Giang, một người đàn ông tên là Nguyễn Văn H, 46 tuổi thưa quý vị, đã đột ngột qua đời sau khi được tiêm vaccine COVID-19. Vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, thì Việt Nam ghi nhận tổng cộng là 76 ca nhiễm, đứng đầu là Bắc Giang, rồi tới Sài Gòn, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội. Sài Gòn có 6 ca nhiễm mới liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, nâng tổng cộng số ca nhiễm đầu mùa dịch thứ tư lên hơn 700 người. Tuần vừa qua, tất cả mọi người sử dụng điện thoại di động tại Việt Nam đều nhận được ít nhất là 3 tin nhắn của nhà nước kêu gọi đóng góp tài chính để mua vaccine COVID-19 và các công chức được yêu cầu góp một ngày lương. Và thưa quý vị, cũng tin bản tin Việt Nam, 6 người Trung Quốc làm việc chui tại một phòng khám bệnh viện ở thành phố Nha Trang vừa bị công an Khánh Hòa phạt 120 triệu đồng và trục xuất về nước vào hôm 7 tháng 6. Tin cho hay số người Trung Quốc trên làm việc tại phòng khám đa khoa Đức An của công ty Đức An Nha Trang, gồm 2 người sử dụng giấy phép làm việc đã hết hạn, trong khi 4 người còn lại không xuất trình được giấy phép làm việc hợp pháp. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa còn tìm thấy nhiều lô thuốc hết hạn được sử dụng và bày bán tại đây và nhiều dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh được thực hiện ngoài thẩm quyền. Cũng trong ngày 7 tháng 6, Sở Lao động Thương binh Xã hội của Gia Lai tìm thấy gần 400 người lao động Trung Quốc làm việc chui tại 4 dự án xây dựng nhà máy điện ở tỉnh này. Và cũng trong phần tin Việt Nam, thưa quý vị, Công an quận Long Biên của thành phố Hà Nội cho hay vừa bắt một người đàn ông công dân Pháp ở Hà Nội thuê một miếng đất rộng 3.000m2 ở Cù Lao Sông Hồng để trồng hàng trăm cây cần sa. Nghi can tên là Frederick Tiberkian, 55 tuổi, đang làm việc tại một công ty ở tỉnh Yên Bái, đã trồng hơn 110 cây cần sa dùng với là 40 gram cần sa khô đã được thu hoạch. Cần sa nằm trong danh mục chất ma túy bị cấm sử dụng tại Việt Nam và người trồng cần sa với số lượng từ 500 cho đến 3.000 cây có thể bị kết án từ 6 tháng cho đến 3 năm tù giam.
và một bản tin khá là lý thú về món ăn Việt Nam. Thưa quý vị, theo phúc trình một cuộc nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Process Biochemistry của công ty Elsevier có trụ sở tại Hà Lan cho hay, món nem chua của người Việt Nam không làm cho người tiêu thụ bị ngộ độc mặc dù được làm từ thịt heo sống. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy ở nem chua có một hợp chất được sử dụng như là chất bảo quản thực phẩm tự nhiên, vô hại đối với cơ thể con người, được gọi là bacteriocin, có thể tiêu diệt các loại vi khuẩn độc hại. Loại hợp chất này được gọi là nisin, có bán trên thị trường như chất bảo quản thực phẩm kháng khuẩn, nhưng tính hữu dụng bị hạn chế ở nhiệt độ cao đến 90 độ C. Theo giáo sư Oliver Jones, là trưởng nhóm nghiên cứu trên, thì kết quả của cuộc nghiên cứu cho phép họ sản xuất loại hợp chất dùng cho thực phẩm để tung ra thị trường. Elsevier là công ty xuất bản trên 2.500 tạp chí nghiên cứu khoa học và kỹ thuật và y tế đặt trụ sở tại Hà Lan. Như vậy là tha hồ mình bây giờ ăn nem chua, không sợ bị ngộ độc. Lúc trước thì em cũng rất là thích ăn nem chua, nhưng mà khi mà nghe mà ăn nem chua nhiều mình bị giống như là bị sáng lại này nọ rồi thì rất là sợ, thành ra là, nhưng mà với cái thông tin này thì em nghĩ rằng cái nem chua thì bây giờ người ta cũng sẽ dạng miệng ăn hơn, đúng không anh Khoa? Đúng rồi, và đặc biệt ở Mỹ này thì nem chua cũng được bảo quản để trong một cái tủ lạnh, thì ra cái nhiệt độ của nó không quá nóng như Việt Nam. Còn Việt Nam thì mình thấy người ta bán nem chua người ta nhiều khi treo lủng lẳng ở ngoài đường á, rồi nhiều khi cái nhiệt độ nó nóng quá không biết là nó có còn vệ sinh hay không. Nhưng mà Mỹ thì Địa Tân Khoa nghĩ là nó an toàn. Nói thêm quá chắc chiều đi mua. Anh Khoa thật tình. Và kính thưa quý vị, một bản tin tiếp theo Lê Thái xin gửi đến quý vị là thông tin về chiều ngày hôm nay, ngày 8 tháng 6 thì công an của tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tố cựu chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng, 66 tuổi và ông Lê Đức Vinh, thưa quý vị, 56 tuổi vì vi phạm các quy định về điều hành đất đai khi chấp thuận cho các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Cửu Long Sơn Tự và biệt thự Vĩnh Trung ở thành phố Nha Trang. Ông Thắng là chủ tịch của tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 và 2016, trong khi ông Lê Đức Vinh là cựu chủ tịch nhiệm kỳ tiếp theo từ năm 2016 đến năm 2021. Ông Lê Mộng Điệp, 66 tuổi, cựu giám đốc Sở Tài nguyên tỉnh cũng bị bắt trong vụ này sau một loạt các cán bộ cao cấp khác. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Đỗ Tân Khoa và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tin thương mại của đài.